Hệ hô hấp. Khí quản là một cái ống hình trụ, thành ống gồm có 3 tầng mô là tầng niêm mạc, tầng dưới niêm mạc và áo ngoài. Biểu mô phủ của niêm mạc khí quản là biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển. Có thể phân biệt dễ dàng 4 loại tế bào của biểu mô này là tế bào trụ có lông chuyển, tế bào tiết nhầy, tế bào đáy và tế bào trung gian. Lớp đệm của tầng niêm mạc là mô liên kết có các mạch máu. Tầng dưới niêm mạc là mô liên kết có các tuyến tiết nhầy tạo bởi các tế bào tiết nhầy sáng màu và tế bào cơ biểu mô dẹt bọc bên ngoài. Ở vi trường này không quan sát được hình ảnh sụn trong. Phế quản gian tiểu thùy có kích thước khá lớn, thành của nó có các lớp sau. 1. Lớp niêm mạc gồm có biểu mô thuộc loại biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển và lớp đệm là một mô liên kết thưa. 2. Lớp cơ trơn retesen có màu đỏ, không liên tục. 3. Lớp sụn và tuyến. Ngoài các tuyến nhỏ, lớp này còn có các mảnh sụn trong hình chữ C, không liên tục. Đây là điểm quan trọng để phân biệt với các tiểu phế quản. 4. Lớp vỏ sơ chun là mô liên kết dầu sợi chun của vách gian tiểu thùy. Ở độ phóng đại lớn hơn, có thể quan sát và phân biệt rõ hơn các thành phần của phế quản gian tiểu thùy. Các phế quản khi đi vào trong tiểu thùy không còn các mảnh sụn trong, được gọi là tiểu phế quản chính thức. Đi kèm với các tiểu phế quản đó là các động mạch phổi. Tiểu phế quản chính thức có lòng nhăn đều hình khế, thành của chúng có thể phân biệt được 4 lớp sau. Biểu mô thuộc loại trụ đơn có lông chuyển. Lớp đệm mỏng là mô liên kết. Lớp cơ trơn retesen chạy theo hướng vòng. Vỏ sơ chun hòa chung với áo ngoài của mạch máu. Bên ngoài tiểu phế quản chính thức là phần hô hấp của phổi mà chủ yếu là các phế nang. Đó là các hốc sáng không đều trải khắp vi trường. Tiểu phế quản tận là đoạn ống dẫn khí cuối cùng trước khi mở thông vào phần hô hấp. Cấu tạo của nó rất đơn giản, chỉ gồm có biểu mô vuông đơn và một lớp đệm mỏng. Tiểu phế quản hô hấp vừa đảm nhiệm chức năng dẫn khí, vừa đảm nhiệm chức năng hô hấp, do trên thành của nó có các phế nang. Ống phế nang là loại ống không đều, thành của ống có rất nhiều phế nang đứng liên tiếp. Còn túi phế nang là một cấu trúc hình túi mà thành túi là các phế nang. Các phế nang ngăn cách nhau bởi vách gian phế nang rất mỏng.